Eagle liệu rằng có clear hay không? Đây là vị trí Neo Ti đi chuyển một mình. Phía Phi đã xuất hiện rồi. 1109 đã phát hiện ra được vị trí của các thành viên bên phía Team Quigo. Nhưng đây sẽ là cuộc chiến bất lợi hơn. Neo Ti hết Sơn thì bên kia Sơn là người bị đổi mạng bởi Tap rồi. Thêm một lần nữa, amazing. Knock out đi vị trí của Arthur chụp hướng xuống rẻ. Tap tiếp tục có những pha xế là khá tín. Các thành viên của bên phía Team Quigo, họ có lẽ sẽ bắt đi người sớm thôi. Đã có đến 3 player phải nằm xuống. Chỉ còn lại một mình với chủ Phía Phi. Phía Phi confirm kill đi cái mạng của Tap. 1v1 trong tình huống này. Và 1109 bắt đầu nhồi ra. Sấy là tốt quý rồi. Bây giờ thì nó dành cho Eagle Gaming rồi. Game 1 cũng đã ở gần. Lúc bài Ninja di chuyển vào như thế nào đây? Trong khi ta đi về Dust Gaming, cuối cùng cũng phải dừng lại dưới tay các thành viên bị upload rồi. Và giờ thì sấy xe cho vị trí của Nam Si. Sấy, sấy nhưng bây giờ thì Nam Si hạ còn một device rồi. Tiếp tục có đồng hồ đồng hồ. Và đó là một trường sấy quá tầm đẹp từ Nam Si. Tôi không thể tìm được Nam Si. Trời ơi, device cả 4 người trên một chiếc xe đó đã đeo phải đắm xuống rồi. Không biết rằng cuộc đụng độ này ai sẽ là người có lời khi mà Nguyên Ba Thanh Đạt top out được 1109 trước khi mà Amazing có mặt ở top 1 server. Bad Kid vẫn đang di chuyển stack cùng với nhau tới từ vị trí của Béo Rora và Nguyên Ba Thanh Đạt. Ron trốn trong nhà thôi. Quả đết này theo ta mình. Vị trí hiện tại 1109 vẫn đang chờ đồng đội. Top 1 server bị confirm kill. Amazing vẫn có cho mình cái tình huống top out được Béo Rora. Và giờ thì Amazing hết shot luôn cả vị trí Nguyên Ba Thanh Đạt. Trận thi đấu này đang trở nên là cực kỳ căng thẳng rồi. Các team di chuyển là rất nhiều và toàn chọn cho vị trí khó thôi. Ra ngoài đến từ Rome nhưng Tam Minh hiện giờ là sai. Vâng, Amazing đang đi confirm kill. Nguyễn Bá Thịnh Đạt cũng đi rồi. Chỉ còn lại một mình Ron thôi. Và giờ thì đó là say goodbye Ron. Và Green Esports dừng lại ở vị trí thứ 10. Và chúng ta hãy cùng chờ xem có một bất lợi gì cho các thành viên bên phía team Severus. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng những khẩu mini 14 của họ toàn là những cái scope X3 mà thôi. Tuy nhiên thì họ vẫn có thể làm được. Tay của các thành viên bên phía team Severus là cực kỳ to. Maugi sẽ làm gì đây? EG nữa. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ xem nào. EG, Bad Kid vẫn đang nhấp nhá, rất khó chịu. Vòng bò thứ 8 thu vào hết rồi. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với cái vòng bò cuối cùng này mà thôi. Bên phía team Severus có di chuyển vào trong tân bò hay không đây? Quãng đường di chuyển ở phía trước đang là rất trống trải. Giờ thì có những quả smoke cuối cùng được trả ra đến các thành viên bên phía team Severus rồi. Họ đang có cho mình rất nhiều lợi thế. Họ không nên quăng đi cái lợi thế này. Maugi, VDT sẽ làm gì trong tình huống này đây? VDT bị bắn trả vào đến Brazil rồi. Đang mở cánh ra đến từ các thành viên bên phía team Severus. Thôi xong rồi VDT ơi, cắn máu ư. Kinz cũng đang nấp ở cái gốc cây này. Nhưng bây giờ thì VDT chỉ có cho mình một chân máu thôi. Quả đen trả ra, quả đen có chính xác không đây? Quả đen cực kỳ đẹp đến từ vị trí Red Note 69. Nhưng Kinz phải đổi lại được mạng của Brazil rồi. Có cứu lại được người đồng đội của mình hay không đây? Severus có vẻ như trong tình huống này họ cũng không còn nết nữa. Vòng xanh bắt đầu ép vào. Có cứu kịp hay không đây? Amazing bắn tớp đến từ người đội trưởng Bad Guy. Lại là cái tên Bad Guy rồi. Ngay lập tức là một người confirm kill. Maugi bị clear hoàn toàn bởi hình của các thành viên bên phía Severus. Top 1 đang đến rất gần. Bad Kid ơi, Bad Kid đâu rồi? Bây giờ thì Severus đang đẩy lên. Bad Kid chỉ còn cho mình một chân máu thôi. Knock out được vị trí của Bad Guy. Không còn nét nữa. Storm Chamura vào đó sẽ là một cái top 1 dành cho các thành viên bên phía team Severus. Quá dễ dàng.